Đây nhé các bác ơi, hôm nay mời các bác tiếp tục đến tham quan một cái lô đào, cái phân khúc mà bán sỉ chạy nhất. Đó là cái phân khúc này. Cái hàng này là cái hàng tầm trung, mà đây là đào thế các bác nhé. Đây là đào thế. Thế nên là cái phân khúc này của các bác kinh doanh lựa chọn nhiều nhất, vì là nó phù hợp với lại là nhà chung cư ấy các bác. Đó, nhà chung cư, nhà mặt phố ấy. Thì chính là cái phân khúc này nhé. Em đi ở bên dưới thì các bác có thể là nhìn thấy là cây nó to như thế nào đúng không? Đấy. Đây. Cây nó to một tầm giang tay này này, các bác nhìn đây này, cao này. Hiện tại thì chưa lên chậu mà em đứng bằng với mặt bầu nó đã như thế này rồi. Cái này là dáng đào thế, người ta sẽ không thích kiểu như là nó cao, nó vươn giống như là cái dáng thông nó cao 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 thường nó lên. Mà cái này là dáng thế mà người ta thích nó kiểu có dáng, có thế. Đó, nó rất là xinh. Nó dạng như là bonsai ấy, thác đổ ấy các bác. Đó, với lại là ngũ phúc thì nó hội tụ hết ở trong cái phân khúc này. Cho các bác đi tham quan một vòng. Các bác kinh doanh cây đào ngày Tết nhá. Các bác đặc biệt lưu ý tham khảo cái phân khúc này nhá. Em nói thật là phân khúc này bán cực kỳ chạy luôn. Kể cả các bác chọn cái phân khúc cây to rồi, nhưng mà các bác vẫn nên lưu ý là có một gian về cái phân khúc này, vì là khách sẽ thường lựa chọn là do là mình thôi, mình sắp xếp hàng, gian hàng của mình làm sao mà nó có nhiều phân khúc để tiếp cận khách hàng. Với cái phân khúc này là dành cho nhà mặt phố với lại chung cư, nhất là chung cư cái phân khúc này. Đấy. Một số cây to hơn. Cái hàng này là sẽ lên chậu cho các bác nhé. À, ở đây cho các bác cùng ngắm một xíu về cái dăm nụ của nó này. Đây. Các bác cùng ngắm cái loạt dăm nụ. Cái dăm nụ này là nó vừa đúng zin vào Tết luôn nha các bác nhé. Này. Chưa cứng lá, nụ bắt đầu đang ra. Tay của nó, các bác nhìn tay dăm nó rất là mập, mà khi nó ra cái bông nụ của nó cực kỳ là căng mập luôn ấy. Cái nụ của nó dày di dít luôn. Đây thì em cho các bác cùng xem về cái nụ ở bên trong nó nhé. Đây, chợt quay góc này sẽ dễ nhìn hơn đây này. Đây là những cái nụ, mắt nụ ở bên trong này. Đấy, nó sẽ nở từ trong này ra nhá. Mắt nụ nó sẽ dày di dịt luôn nha các bác này. Đây các bác cùng xem này. Đấy, nó sẽ nở từ trong ra. Đấy là cái ưu điểm vượt trội của cái đào cảnh Tây Bắc. Nó sẽ nở dày dịt từ trong cái tay nó ra, nó không phải ở ngoài dăm đâu. Nhưng mà ở nhiều nơi khác á, đào nó chỉ nở cái phần dăm này thôi, nó không có những cái tay trong này ra đâu nhá. Nhưng mà đào cảnh Tây Bắc là sẽ nở, hoa nó sẽ nở từ trong cái tay dăm của cây này ra các bác ạ. Rất là đẹp. À, cái phân khúc này thì chỉ có đào thế thì là có rêu nhá. Còn nếu như mà đào dáng thông ấy thì là sẽ không có rêu các bác nhé. Dáng thông tức là cái phân khúc nhỏ ấy, nhỏ thông thì sẽ ít thôi. Đó. Rồi video em quay đến đây thôi. Các bác nếu như mà muốn mua sỉ với số lượng lớn thì các bác vào trực tiếp Zalo giúp em nhé. Số điện thoại em có ghi trên góc màn hình. Các bác đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video sau.